Chào các bác nhá. Hôm nay tôi mang con chồn ra ngoài thử săn chuột ở ngoài ban ngày, thử xem là có sản phẩm không, có cơ hội lên hình không nhá. Đeo cái găng tay vào đã, cho nó biết tao chủ đây. Chuột, chồn. Đeo găng tay nó biết ngay mà. Găng tay cùi hoặc là mua cái găng tay da nhựa mỏng mỏng ấy nhỉ. Cái này nó cắn. Không phải cắn mà bẩn, nó ngấm. Đây là kiểu như là thính ấy, mồi ấy, mồi ấy. Để cho nó tạo cho nó một cái gọi là biết đầu ở trung tâm. Đây anh cho vào đây. Cho vào đây luôn, xuống đây bẩn. Cho vào trung tâm luôn, khu này. Tại vì con chồn của mình cái độ đánh hơi của nó ấy, vẫn chưa được đỉnh. Đây đây đây. Chồn. Đây. À, ăn đi. À cho mấy miếng bị lấy sức thôi, tí có sức vào quần chuột đúng không? Đâu. Rồi. Ôi giời, cố. Không kìa, xuống. Cố là cái gì nhỉ? Ăn lên đi. Rồi. Ôi, tìm đi. Ở lại chui vào lòng đi. Chốt. Vịch, nó từng chua ra nó đuổi vào xuống cơ ạ. Tìm. Đấy, bọn đánh hơi biết đánh hơi ạ. À, bọn biết đánh hơi tìm kiếm rồi này. Đâu nhỉ? Trên chỗ lốp xe này. Đây. Tập trung vào con chồn. Hay hơn nhân vật chính không? Chồn. Tìm đi. Gửi đi. Không mình thấy nó đòi đâu nhỉ? Chỗ nào nhỉ? Cái bao bịch này. Chồn. Đây, như cái lỗ này thì phải. Đấy, tìm. Đó. Ra chồn kẹp chân kẹp tay vậy hả? Đâu nhỉ? Đây, nó cũng ấy phết nhỉ? Kéo bứt hang nó chính thức ở chỗ nào? Nhưng anh thấy nó rút vào đây mà. Cái có lỗ, đang lỗ nào nhẵn nhỉ? Đây, nó tìm ở dưới này. Ngửi ở khe dưới này. Ôi, đừng nhảy tay tao. Ôi trời, cứ nhảy lên cái găng tay tưởng cho nó ăn à? Ấy. Tìm đi, đá con chuột nó chạy ra. Chưa biết là chỗ nơi ẩn nấp của chuột. Biết được là nó khát tìm. Đá thấy cái chỗ là đường mòn nhỉ? Thử tìm quanh những cái đống nha. Đâu con chồn rồi.
Đây mày đứng hẳn trên đỉnh cho đó, chúng ta không đọc, không sợ đâu. Nó ở đây ở đống này à? Đứng hẳn lên kia kìa. Đống đây này sợ đéo có rắn cỏ. Ở trong cái bụi này. Họ chuột lật phát ra, chuột lật tấn công ngay. Ngán gì? Đâu rồi? Mất đâu rồi? Đây là rồi, đến rồi. Trôn, con đâu gì? Đó, trôn đâu nhỉ? Ai đi quăng đi rồi? Anh ơi. Dấn cắn à? Chuột không có như làm con rắn. Ăn tay cái tầm rồi. Là đâu con to đùng đâu. Đâu nhỉ? Xem đấy còn có chỗ nào điểm nào nấp không? Con rắn nó chạy hướng này. Con to đùng đâu. Lại nhà đi ở đây đi đâu rồi. Cái con linh hoan này chạy, con trồn thì dễ gì, ăn nó bẩn lắm. Con nó bẩn lắm. Hay có bao giờ rắn chui vào cái lốp này không? Như con kia to đùng này. To bằng cái lốp này. Đi rắn cắn vào. Thế, rắn nó trườn sang, chạy sang đầu bên kia. Sang mấy cái đầu, đầu bên của em ạ. À. Đấy, đấy, một chút đấy. Đấy. Ơ, con rắn to đi đâu nhỉ? Lạ nhỉ? Phải. Con kia to. Trôn. Mình nó béo quá, mình sợ nó tha mồi chạy đi. Trôn. Lại có vẻ biết cái kiểu tín hiệu mình lại phát ra. Lúc cho ăn đi anh cũng có cái gì nhiều. Anh ít sáo nhưng mà vào lúc bắt chuột này dạo này được vồ nhớ không? Nên là nó có vẻ nó quen những cái từ chịt nhé. Đấy chạy lên thôi. Ngứa. Nó đâu rồi? Nó vẫn tìm con rắn ở kia. À chắc mình đi vào kia mũi vằn đốt nhỉ, yeah. Với bị mũi vằn đốt nhớ cái khe nào chuột nấp ẩn nấp nhỉ, mà dễ cái ràng khực nhỉ. Tối thấy nhiều thế, nhìn nó vật nhau với chuột thích hơn, to ngang cơ rồi nhở. Cho vào lồng em ơi, đem ơi. Vào lồng. Anh gái ngứa, anh ngứa. Mỗi lúc